Ở ngoài. Ừ, thả xuống giùm em luôn. Phi bự bự không thôi. Phi bự không. Chép. Phi. Bự bự không. Con liền Huy làm chùm hồ, Huy làm chùm hồ phá kỷ lực rồi đó, phá kỷ lực rồi. Sáng giờ tao ngồi im ru có mình làm chùm bao cũng phát liền. Mới giờ là mình bật đồ đó mà. Ủa? Để con xuống dưới đây. Ủa ba, sao giấm to giống được à đi. Có cái bọc uống không? Hả? Vô kiếm dạ. Dạ. Đâu mà ba ha, cầm lại đi. Hay hay trời. Trời mà nó chơi với gì trời. Phải xúc. Bên này vô đánh hả? Có đó con bé chứ, thằng Long lên nhà nha, con bé tắm chưa? Còn cá không? Rút cái phao đi, rút phao trước đi. Cái à. Báo cá cho anh Hảo YouTuber nha anh em. Cá quấn ổ rồi. Đi ra đây Hảo ơi. Ở đó cây không á. Chỗ đâu mà đi. Hảo uống đồ to luôn. Đi qua bờ kia luôn Hảo, bờ cuối luôn. Xuống. Người thả cho ra ngoài đi, lại đó đứt á. Giờ cọc á. Em đi mà nhiều lại rồi.
mắc vô bao rồi. Đã nói bạn có mấy cái cọc mà. Kêu thả cho chạy qua bên này đi. Chạy qua bờ ngang á. Hả? Cho chạy qua bờ ngang mới bắt được con bên đó cọc không à. Còn cái nịt. Nó có mấy cọc ngay chỗ đó, thẳng hàng cọc đó mà. Ê. Ăn đồ mất. Huy thì nãy cũng lên rồi. Có đẩy nó lên đâu mà lên. Ôi trời, sao. Cứ bị cái đó tọc cái đầu đi kìa. Qua ổ người ta luôn. Cho qua luôn đi. Bỏ nó luôn hả? Cho nó về này đi. Cá nhỏ mà sợ gì? Ba ăn cá công nghiệp đấy mà. Phi. Cá cha, cá cha. Cũ hay mới? Không cái chày luôn. Sắp cái đuôi nó chạy ghê hả? Ủa? Có cá cũ nữa mà. Cá mới sao nó đỏ lét hả ta? Cá này đi nó hư mắt hết rồi. Chịu rồi. Bên kia được nhiều không? Chết hết hả gì à? Chúng dậy ăn ủi hả anh Bơi? Con chết là ý ta nói là tới là chạy té tới nỗi mà muốn lựa luôn thằng bị có hả em hai ai chạy à hôm qua anh hai đó à nhưng mà hai bên lên tới giờ mấy tiếng ngồi ở đây về tràn này điện thoại hôm qua nhà mười coi đường đúng. đi về đến cháu nhừ, quên cháu nhừ, đậu nhừ hết rồi, đi về. Trời mưa sao về? Mưa gì lắc lắc có mấy hộp rồi đổ nón đó, tôi còn không có nón đây nè. Chờ hết mưa cái tối, mưa này là cái tối luôn. Rồi đi lên đi, được cạo nữa. Má gọt chứ má cạo gì. Báo cá cho Khánh xì cây. Này mười mấy ký luôn. Nhiều chứ. Mười mấy hai chục ký á. Mười mấy hai chục ký á. Cá người ta phải cho ăn cái để hồ câu này chứ. Trời. Câu gì mà cũng lúc nào cũng có tiền đổ cá mà mới được cần. Đi ra kia. Cũng chú trồng ba hồ câu đen à. Trồng cái gì mà trồng giờ này mưa gió trồng. Cá sấu hả?
Chừng kéo xuống hồ luôn à. Bự không biết. Đen lên cái đứng hình nữa chứ đâu. Hả Việt? Bữa ta đang câu ngon lành, ông đen lên đứng hình luôn. Ừ. Sốc hả Khánh? Bọc cá cho anh Quang anh em, sắp đôi luôn. Báo cá cho anh Cường nè. Báo cá cho anh Dương nè. Gọn lẹ luôn. Con thứ hai của anh Dương. Ai làm gì làm chứ anh Dương giật lịa. Dương phá cửa lực nha. Được không? Lên chứ. Lên rồi.